Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Chúng ta lại gặp nhau ở video clip về giao cân điện tử này. Và lần này thì chúng ta sẽ giao cân Shimizu PL3200H đến công ty Zetec ở khu công nghiệp Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và trên YouTube anh chị sẽ thấy rất nhiều video clip của kênh điện tử Gia Phát. Thì trong đó có nhiều video clip về giới thiệu cân, về hướng dẫn sử dụng, về hướng dẫn hiệu chuẩn hay là về hướng dẫn sửa chữa. Thì để tìm xem lại video clip này trên YouTube hoặc là xem lại những cái dòng cân điện tử Shimizu thì anh chị gõ cân Gia Phát, cân điện tử Shimizu thì YouTube sẽ hiển thị đúng video clip này hoặc là những video clip chuyên về Shimizu mà thôi anh chị ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ theo chân anh nhân viên đến khu công nghiệp Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu để chúng ta giao cân Shimizu thực tế. Và đây chính là công ty Zetec. Và đây chính là cân điện tử Shimizu PL3200H, 3.2kg và độ chính xác 0.1g. Công ty Zetec đã có rất nhiều dòng cân điện tử rồi, kể cả dòng CAS Korea này cũng là độ chính xác 2 số lẻ. Tuy nhiên thì công ty Zetec đã mua thêm hai cân Shimizu PL3200H với cái độ tin cậy cao hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tham khảo cái cách mà anh nhân viên này đã sử dụng cái cân Shimizu PL3200H để cân những cái nguyên liệu sản xuất anh chị ha, những cái bột hóa chất, bột và màu. Cái tốc độ phản hồi số nó rất là nhanh chị ha, cứ bỏ một ít bột là số nó nhảy liền. Chứ vì đây là dòng cân Shimizu cho nên là cái tốc độ phản hồi nó gần như nó nhanh hơn hẳn một số dòng cân phân tích khác. Cho nên thông thường thì giá của dòng cân Shimizu này nè nó cũng nhiều hơn so với một số cái dòng cân thương hiệu như là Ohaus của Mỹ. Đây là dòng cân 3.2kg lận, độ chính xác 0.1g. Cho nên nếu anh chị cần cân những nguyên liệu nhỏ, ít, nhẹ thì anh chị cũng thể cân được 0.01g, 0.02g. Tuy nhiên khi anh chị mà cần cân 3kg, 2kg thì vẫn có thể dùng tốt được. Tuy nhiên thì lúc đó mình sẽ dùng một cái đĩa cân á, mở rộng để cho cái khả năng chứa cái hàng hóa của mình nó được nhiều hơn. Chứ vì cái đĩa cân inox của dòng cân thì nó khá nhỏ. Cân điện tử Gia Phát đã giao cân thực tế dòng cân điện tử Shimizu PL3200H cho công ty Zetec ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và cái dòng cân Shimizu PL này có mức trọng lượng tối đa từ 220g 3 số lẻ cho tới 3200g 2 số lẻ. Cho nên là những anh chị nào đang trong phòng thí nghiệm, phòng phân tích hay là phòng sản xuất mà đang cần một cái cân điện tử có độ chính xác 0.01g thì anh chị có thể hoàn toàn yên tâm để chọn cái thương hiệu Shimizu này. Tại vì gần như với dòng cân phân tích Nhật thì Shimizu là một thương hiệu rất đáng tin cậy. Và để tìm xem hoặc là tìm mua những dòng cân Shimizu này thì anh chị có thể truy cập đến website cân-gia-phat.com hoặc là cân-điện-tử-gia-phat.com. Đây là hai trong những website chuyên về cân điện tử và chuyên nhiều hơn về lĩnh vực cân phân tích Shimizu anh chị ha. Và anh chị đang xem video clip này trên YouTube thì anh chị không cần tìm kiếm đâu xa. Anh chị cứ kéo xuống dưới phần mô tả, anh chị sẽ thấy rõ được hai đường link mà cân điện tử Gia Phát đã cẩn thận đặt để. Và anh chị chỉ cần nhấn vào đó thì dẫn đến link của cân điện tử Shimizu và anh chị dễ dàng tìm kiếm hơn. Và anh chị đang xem video clip này trên YouTube, anh chị đừng quên nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn video clip mới nhất từ kênh điện tử Gia Phát ạ. Và cũng đừng quên để lại nhiều cái lời comment, ví dụ như về hỏi giá bán, về hướng dẫn sử dụng, về hướng dẫn hiệu chuẩn hay là về hướng dẫn sửa chữa tất cả những dòng cân điện tử. Thì anh chị cứ để lại những cái lời comment bên dưới video này thì kênh điện tử Gia Phát sẽ lắng nghe một và phản hồi nhanh nhất có thể ạ. Kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.